Chào các bác, em tiếp tục lên sóng con rửa bát Panasonic TA3, một con mẫu mã mới thiết kế đẹp và giá thành thì rất hợp lý. Con này thì là TA3, em bán là 5,5 triệu bảo hành 1 năm, mã số 6. Nếu so với dòng TA3 này với cái dòng TR9 thì hơn chênh chỉ có 500.000 thôi. Đấy. Các bạn nào thích mẫu mới đẹp đời cao thì các bác lấy con này. Chiều cao của máy rất là hợp lý, 60 phân, phù hợp với mọi cái gian bếp. Rất là đẹp, thiết kế vuông vức hiện đại, đặt âm tủ cũng được, mà đặt trên bệ bếp cũng được. Các bác làm cái giá treo lên tường cũng được. Đấy. Chiều ngang của máy là 55 phân, chiều cao là 60. Đây là hai số điện thoại giao dịch bên em có nhé, kênh Hàng Nhật Vũ Gia. Các bác xem kênh thì cho em xin cái đăng ký kênh nhé, năm sản xuất 2019 ạ. Tôn con này khá là đẹp luôn, thẳng kêu, mặt mũi sạch sẽ, mã số 6. Giá tất cả bên em bán thì đều là công khai, cho nên là các bác không lo là mình mua đắt hơn người khác hay là người khác mua rẻ hơn mình nhé. Thì bán giá cả nó là công khai rồi. Đấy, tất cả mọi người bán em bán đều như nhau. Đấy. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000 tất cả mọi nơi, kể cả là biển đảo hay Sài Gòn hay Hà Nội. Cho các bác trong nội đô thì em thuê xe ôm thì cũng mất 150.000. Đấy, còn bác ở tỉnh xa thành phố Hồ Chí Minh thuê bưu điện thì cũng loanh quanh 150-160 thế thôi. Đấy. Con này quá đẹp luôn ạ, TA3 nhé, quá đẹp luôn. Các chức năng của máy thì nó giống nhau hết rồi các bạn ạ. Hẹn giờ này, thời gian sấy 30 phút này. Các chế độ rửa thì nhiều chế độ rửa nhé. Đấy, 1, 2, 3, mấy bài chế độ rửa tất cả. Cho nên là tắt nguồn, bật nguồn, không giới thiệu nhiều. Con này nội thất như mới luôn các bác này. Có một cái giá phụ này các bác để những cái thìa nhỏ. Ở cái dòng TA3 thì nó hay có, nhiều cái thì vứt đi, đỡ vướng. Tùy các bác, xếp 10 bát con ở đây, 6 cái cốc, 6 cái đĩa, đây, đĩa thêm xếp tiếp ở đây, đũa thìa, bát ô tô, bát nhỡ, nội thất con này như mới này các bác, cực mới luôn nhé, các cái giá là trắng tinh này, đây, mua máy rửa bát thì được cái nội thất mới là thích nhất, đây, còn tuy nhiên không phải lúc nào nó cũng được như vậy, bọn em bán thì cũng muốn nhập được những con máy đẹp, nhưng mà không phải lúc nào cũng có nữa. Tài cửa cái con này phải nói là mới xuất sắc nhé, nội thất cực đẹp luôn. Các nào đang nhu cầu mua cái tầm tiền này quá hợp lý luôn, 5,5 triệu một con TA3 đời 2019, quá rẻ so với mọi năm. Đấy, hợp lý, giá thành vừa phải hợp lý. Đấy, chào các bạn.